Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Fredstone từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5. Sự sôi động sẽ trở lại. Tâm lý rủi ro trong tuần vừa qua mặc dù cải thiện nhưng vẫn rất mong manh. Ở khu vực đồng euro, khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản đã tăng lên, nhưng các nhà phân tích tại Nordea không tin rằng nó sẽ thành hiện thực. Trong khi trong nhóm tiền tệ G10, đồng bảng vẫn dễ bị tổn thương. Thị trường chứng khoán thì tiếp tục ghi nhận tuần giảm giá, với chỉ số S&P 500 đã phải chịu phiên giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2020 vào thứ Tư. Thông thường, các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, có thể có những dòng điện mềm mỏng để hỗ trợ thị trường. Nhưng hiện tại, lạm phát là kẻ thù số 1 nên sẽ không có chỗ cho điều đó. Trên hết, triển vọng tăng trưởng ngày càng không chắc chắn và với bối cảnh này, thị trường chứng khoán sẽ rất dễ bị tổn thương. Mời mọi người cùng Nordea điểm qua các diễn biến đáng chú ý và tham khảo các nhận định về tình hình thị trường cho tuần mới ngay sau đây. ECB rất hawkish, nhưng họ không phải là Fed. Tuần vừa qua, ECB Snod, một quan chức diều hâu nổi tiếng tại ECB, đã gợi ý rằng ECB có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 7 nếu lạm phát bất ngờ tăng trong những tháng tới. Bình luận đã đẩy lãi suất và đồng euro lên cao hơn vào thứ Ba. Hiện tại, thị trường đang mong đợi mức tăng hơn 110 điểm cơ bản, tức 1.1% vào cuối năm. Nordea đánh giá mức định giá này là khá hung hăng và theo họ thì ECB có thể tăng 3 lần trong năm nay. Tuy nhiên, ECB không phải là Fed và nếu cần thắt chặt chính sách nhanh hơn, nhiều khả năng ECB sẽ tăng 25 điểm cơ bản 4 lần trong năm nay hơn là việc bắt đầu tăng lãi suất mức 0.5% ngay lần đầu. Nhìn chung, việc ECB tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 là khó xảy ra vì một số lý do. Nhưng trong môi trường hiện tại, không nên loại trừ ngay cả những kịch bản có vẻ khó xảy ra nhất. Đồng bảng Anh đang ở một vị thế khó khăn. Ở phía bên kia eo biển Manche, đồng bảng Anh đang gặp khó. Một mặt, lạm phát đã tăng lên 9% trong tháng 4. Nhưng mặt khác, niềm tin của người tiêu dùng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 5 và những dự báo từ ngân hàng trung ương Anh BOE cho thấy nền kinh tế sẽ suy thoái nếu họ tăng mạnh lãi suất và đó không phải là kịch bản tốt đối với đồng bảng Anh. Tuy nhiên, nếu BOE tăng lãi suất ít hơn thị trường kỳ vọng, chênh lệch lợi suất giữa Anh và khu vực đồng euro sẽ thu hẹp. Điều này thường tạo áp lực tăng đối với cặp tiền euro GBP pound. Sau đây sẽ là những điểm nóng thị trường trong tuần mới. Về mặt dữ liệu, đó sẽ là các số liệu tâm lý của ngành sản xuất và dịch vụ ở khu vực đồng euro và Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba. Ngoài ra, sẽ cần chú ý đến chi tiêu vốn ở Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư. Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân được công bố vào thứ 6 và doanh số bán nhà đang chờ xử lý được công bố vào thứ 5. Về mặt sự kiện, các sự kiện chính trong tuần bao gồm phát hành biên bản cuộc họp FOMC vào tháng 5 và cuộc họp lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand, tất cả đều diễn ra vào thứ 4. Biên bản cuộc họp tháng 5 của FOMC có khả năng thể hiện một phát diều hâu với mục tiêu chính là đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu 2% và Fed sẽ làm điều đó bằng cách khẩn trương nâng lãi suất. Ngoài ra, biên bản sẽ phản ánh các đề xuất thắt chặt định lượng của Fed được trình bày tại cuộc họp, giảm bảng cân đối kế toán ở mức 95 tỷ đô la mỗi tháng trong thời gian 3 tháng. Đã có một số nhận xét nhiều hơn từ các quan chức của ủy ban kể từ cuộc họp hồi tháng 5 và khó có khả năng biên bản lần này sẽ mang lại tín hiệu nhiều hơn mới. Đánh giá về cuộc họp FOMC vào tháng 5 của ông Powell và bài phát biểu gần đây của Fed, Nordea nghi ngờ việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại hai cuộc họp tới vào tháng 6 và 7. Nordea nhìn thấy rủi ro Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn nếu lạm phát trong những tháng tới không sụt giảm. Tại khu vực đồng euro,
PMI tổng hợp đã tăng trong tháng 4 khi tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ đã vượt qua sự sụt giảm trong ngành sản xuất. Trong tương lai, Nordea kỳ vọng lạm phát cao, thắt chặt chính sách và tiết kiệm hộ gia đình ngày càng giảm sẽ giáng đòn cả ngành sản xuất và dịch vụ. Nordea cho biết họ cũng sẽ bắt đầu theo dõi chặt chẽ thị trường nhà ở của Mỹ. Giá nhà ở đã tăng 35% kể từ khi bắt đầu đại dịch. Điều này, thông qua tác động gia tăng của cải, đã nâng cao tâm lý của các hộ gia đình. Tuy nhiên, dữ liệu về nhà ở gần đây đang cho thấy nhiều tín hiệu khác. Năm nay, tỷ lệ thế chấp có lãi suất cố định trung bình trong 30 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên 5.1% từ 3.2%, và gần đây, dữ liệu thị trường nhà ở đang bắt đầu giảm. Các đơn đăng ký thế chấp đang bắt đầu giảm từ mức cao, và điều này cho thấy doanh số bán nhà đang xuống dốc trầm trọng. Cuối cùng, chúng ta cần chú ý đến Ngân hàng Dự trữ New Zealand, bởi họ có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo nhằm chống lại lạm phát đang gia tăng. Trên đây là các đánh giá chi tiết những điểm nóng cho thị trường tiền tệ trong tuần mới. Mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc mọi người sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng Fresh tuần tiếp theo.